Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series mới nhất của Game Action, đó chính là series Tháp. Và đây là một trò chơi giả lập đến từ Game Action. Và anh em có thể comment bất cứ kèo nào anh em muốn và mình sẽ làm, thậm chí là 999 thì hơi lắc máy, nhưng mà 99 người này đánh với 99 người kia cũng được. Và đây, bây giờ thì mình vào chế độ Sandbox và mình sẽ cho anh em xem những cái quân cờ mà anh em có thể lựa chọn nhá. Mình sẽ đặt cái này là đấu trường giả lập đấy anh em nhá. Ôi nhầm. Đó, từ từ á, mình xem các nút nào đó. Ok. Rồi. Đây nhá. Đầu tiên thì chúng ta có Cooper, là một thanh niên cầm chùy. Đây nhá. Thứ hai là Protector, là một thanh niên cầm khiên. Thứ ba là Spear Thrower, là một người cầm giáo ném. Thứ tư là Stoner, là người cầm đá. Thứ năm là đây là phù thủy. Thứ sáu là kiểu người cầm rìu, kiểu Olaf ấy. Thứ bảy là con ủi. Mammut. Không sợ nhỉ? Rồi. Thứ hai là người nông dân. Nông dân có nông dân bình thường này. Farmer này. Đây là kiểu người trong bọc lúa, đây là người ném thuốc độc. Đây là người cầm liềm. Đây là người đẩy xe. Và cuối cùng là bù nhìn. Ở đây có rất là nhiều nhá. Có thời đồ đá này. Có nông dân này. Có thời cung kiếm các thứ này. Có thời phép thuật này. Uầy. Trông ghê chưa? Minotaur này. Zeus. Vãi lìn. Có cả Viking. Vâng. Đó, Viking. Rất ghê đúng không nào? Có cả gì đây? Thuyền luôn. Có Samurai. Đây là những cái người ở Nhật Bản rồi. Dragon này. Ghê chưa? Hawacha. Ném tên Monkey King này. Tôn Ngộ Không cho anh em đây. Tiếp theo đó là uầy. Musketeer, ngự lâm quân, bắn cung. Fiora. Đấy, có quả này, ném bóng hay cannon này. Harpooner này. Captain này, hay Monkey D. Roger. À quên nhầm. Gold D. Roger của anh em ơi. Đây là King và Queen. Spooky là những cái đội quân từ địa ngục. Đó. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ thử xem là này là máu biết hết rồi nhỉ. Ok, chúng ta sẽ thử xem là Monkey King nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem là đánh thử nhá. Xem nào. Con ngựa đi. Đó, một con ngựa. Con ngựa này này. Với cả con này 1000 máu đúng không? Con ngựa này 1000 máu. Để xem nào. Bên này là 1000 rồi, bên này là kiếm đấy, xem nào. Ok. Chúng ta sẽ thử test trước một con ngựa đấu với cả 10 người kiếm sĩ nhá. Let's go. Vâng, mình đang đến với trận đấu giữa ngựa và kiếm sĩ. Rồi, ngựa đang tiến lên và chọc kiếm sĩ rất nhiều. Rồi, unstoppable rồi. Có thể anh đã được Betakin. Hexakin. Ủa, thắng mẹ luôn rồi. Ok. Vậy thì là ngựa đã chiến thắng. Vậy thì mình sẽ thử xem khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ thử cái hai thằng Olaf xem nào. Hai thằng Olaf cộng với cả một người tù trưởng để xem chúng ta có thắng được ngựa không. Bắt đầu nào. Ôi nhầm. Chết. Vâng, để mình xem nào. Có thắng được không? Đây là cuộc chiến giữa Olaf và ngựa. Vâng, tộc trưởng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Vâng. Ui, chọc hai cái chết. Chọc hai cái chết các bạn. Vâng, tộc trưởng chọc sấp mà lỡ, bị chọc sấp mà lỡ bởi ngự lâm quân. Đéo quá. Xem mình game này buồn cười với Linh. Ok, mình sẽ chuyển map khác anh em nhá. Mình sẽ chuyển sang Tribal 1. Đó, cái này mình vui này. Spear Thrower. 1200 đi, ok. Bên này sẽ là Farmer, sẽ là Hay Beer. Ok. Ok, 15 người. Bên này sẽ là Spear Thrower là... Ok, 15 người ném lao. Anh em nhìn thấy không?
15 người ném lao. Chết rồi, mình không biết là điều khiển cái... Mình không biết là điều khiển... Ok, chúng ta... Mình không biết điều khiển cái camera nó vòng xuống các chiến binh như thế nào cơ. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Let's go! Đây. Spear Thrower đang ném rất kinh. Dừng lại rồi. Anh không ném ư? Anh này có ném không? Rồi, giáp lá cá rồi. Đến từ vị trí của các nông dân. Mẹ nông dân châu đấy. May đấy. Nhờn. Ôi, chết rồi anh em. Mẹ khỏe vách cả lìn. Ok, chúng ta sẽ clear hết nhá. Và chúng ta sẽ thử cho một con voi ma mút đi. The Mammoth. Hai con voi ma mút để xem là có chiến đấu được không. Chúng ta sẽ bên này có hai con ma mút này. Chúng ta sẽ có khoảng 10 anh cầm đá đây. 6 này. 12 anh cầm đá. 12 anh cầm đá đi. Rồi, 12 anh cầm đá. Bên này sẽ là Spear Thrower. Sẽ là một đội Spear đây. Đấy. Tiếp theo sẽ là một đội cung ở đây. À, đội này phải ở trên. Rồi. Và tiếp theo sẽ là Cooper. Cooper là người... người ấy. Đó. À, đằng sau chứ nhỉ. Ok. Tiếp theo sẽ là hai người... bốn đội Olaf đây. Rồi. Cuộc chiến giữa hai voi ma mút và bộ tộc người da đỏ chính thức bắt đầu. Rồi, ma mút đang nhận sát thương rất là nhiều. Ma mút bắt đầu tấn công rồi. Ma mút tàn bạo quá. Ma mút tấn công được hai hàng đầu tiên. Hai con ma mút. Ma mút đang tấn công người tù trưởng. Rồi, Blue thắng mẹ rồi. Ma mút bị ném sấp ML này. Ma mút chết rồi. Bọn này nó ác vãi cứt. Ok. Chúng ta có vẻ như là ma mút hơi yếu thế nhờ. Chúng ta sẽ cho hai con quạ ở đây đi. Hai con quạ ở đây. Ok. Và thêm một người nữa là một con Minot. Chữ này không nhỉ. Chúng ta có đây con rồng không? Đây Long Ship. Let's go. Vâng. Đội quân La Mã đang tiến vào. Và thuyền cũng đã vào rồi. Vâng. Với việc là bên phe đỏ có thêm hai con bù nhìn cộng với cả cái thuyền chiến thuyền. Vâng, và hai con ma mút đã tiến vào nơi quy định rồi. Ôi, hơi quá thì phải. Mình sẽ cần xây thêm cho bên này một tí nhá. Mình sẽ cần xây thêm cho tộc trưởng đi. Một vị tộc trưởng tối thượng. Thêm hai thằng Olaf nữa. Cộng thêm là một già này nữa. Để xem chúng ta có thắng không nhá. Chúng ta chiến đấu rồi. Nào. Voi ma mút đang lập vô cùng lập công. Rồi. Tộc trưởng đã đến rồi. Tộc trưởng làm gì đi. Tộc trưởng. Với hai con voi ma mút lấy thịt đè người như thế này thì tất cả thần dân đã chết rồi. Vâng. Hai con ma mút đã chết. Và tộc người của chúng ta đang tiến lên. Còn đây là hai con quạ của chúng ta. Hai con feeder stick đang ném quạ, những chú quạ magic vào người của bọn này. Trong khi đấy thì hai con ma mút rất to đã làm vật cản cho đám người thổ dân. Đám người thổ dân đã phát hiện. Con mẹ tếu quá anh em ạ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng nhá. Xem nào. Chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ cho thần chết. Ba con thần chết nhá. Bên này sẽ là Pirate. Ô đúng nhỉ, Pirate, Goldy Roger này, vợ của Goldy Roger là Podgard Di Ruggi. Ok, chúng ta có Canon ở đây, 4 Canon, bên này cho 5 Reaper ấy, cho nó cân, rồi, bên này sẽ là Canon này, xong rồi đến móc mỏ neo, đó. Rồi, Boom Thrower nhá. Rồi, ok. Đây là những người ném bom. Súng luôn này. Đó. Và Free Lock. Rồi, 14.000 đánh với cả 5 con thần chết Reaper. Có vẻ như là bên này hơi ấy. Reaper cho sang gần đây đi. Ủi vãi cả lịt, trông ghê thế. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5, 4, 3,
2, 1, let's go! Let's get it! Ui! Ui 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 ui! Woody Roger bị chọc chạy các bạn! Ui ui, rất kinh đến từ vị trí của Reaper! Năm con Reaper đang tàn phá rất nhiều anh em ở đây! Nó tiến lên xác của con này ui! Woody Roger đâu? Roger! Ui! Rồi! Blue Victory, vậy là vợ chồng Woody Roger và Bodgard Di Ruggi đã chiến thắng được con quỷ này. Còn này như kiểu Gekko Moria nhỉ. Ok, vậy thì là chúng ta đã phân kèo thắng bại rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng thử xem là Tôn Ngộ Không có thắng được thần rớt không nhá. Đây là 5 thằng Tôn Ngộ Không, 10 thằng ấy, cho nó rất gì vào này đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho một đội bắn tỉa ở đây. Ok ông, 12 thằng. Tiếp theo sẽ là Fiora. Rồi ok ông anh em, Fiora. Tiếp theo là con này, cầm cọ à? Con cầm cọ thì hơi ngu. Nào. Đấy. Olaf. À Sion. Ngựa nữa. Rồi. Đấy. Rồi, và một cái chủ chốt đó là Da Vinci Tank. 18.000 đánh với 20.000. Chúng ta liệu ai thắng đây? Cái này phải live stream để anh em mới giữ kèo. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Quay vách Kalin Monkey King. Monkey King khỉ đã phân thân rồi. Vâng, Tôn Ngộ Không đã phân thân rất nhiều. Hai ngựa của chúng ta chết hết rồi. Monkey King đang tiến vào pháo đài của chúng ta. Pháo đài của chúng ta đang xoay liên tục và bắn liên tục. Vâng, bắn liên tục rồi. Liệu thì pháo đài có chiến thắng được không? Pháo đài vẫn đang bắn. Vâng, pháo đài bắn rất kinh. Xoay được mấy con khỉ trong này rồi. Uầy, pháo đài bắn kinh vậy. Ngộ Không đã không còn thằng nào. Có một thằng. Phân thân đi khỉ. Không phân thân thì anh sẽ... Rồi, ok, vậy là pháo đài đã thắng. Vậy thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và tích cực bình luận những cái kèo ở dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.